bự hết nha. Thành quả của anh em mình bữa nay nha các bạn. Để kéo. Bữa trước mình đi thăm không có dính. Kéo nãy đó đó. Rồi, ghê. Thẳng luôn. Đi thẳng rồi đó. Từ từ để quay dở lên cho bà con coi. Đúng rồi. Dở lên tầm khoảng cả 2 kg hơn 2 kg à. Con này dám cỡ đó hơn nữa nè chứ. Nè lấy kéo hết. Bỏ lưới luôn hả mày? Bỏ luôn hả? Cắt lỗ à. Bỏ đi. Ôi, anh Châu quấn không? Quấn cậu không? Đây. Từ sẵn tay tới đất luôn nha. Đâu mình quấn cổ mình cái ra cho coi cho đã giống tới đất luôn nè. Con này chắc hơn 2 tháng rồi mà. Được không anh Châu? Được không anh Châu? Châu anh khoái quá. À là giả xíu. Nè. Ồ. Trụ con xíu tao cứng cỡ. Nước thở tao ngồi. Ồ đã không? Xíu xíu cổ anh Châu rồi nghe các bạn. Nè đó để quay cận. Trời ơi nó hả miệng ra nè. Ồ. Rồi được anh Châu rồi. Chú Hai nhà nghỉ mãi nha chú Hai. À, chút nữa chờ tin vui mãi đem về nha chú Hai. Không, anh. Đưa đầu luôn,
giống như mình phải biết cái tẩy của nó đúng không, tẩy mình mới bắt được. Cái này mình dân đại nó đi dính tiếp nữa đi lên mới lắp chứ. Một đó, một đó. Chỗ này cỡ bao lâu mình mới thăm, mình trả tới trả lui vậy hả? Chút đi thăm bảy kia không đi chứ mình thấy chút đi thăm bảy kia còn mấy bảy nữa. Sao bột lên trên đây luôn ta? Để đi. Cái này mình tránh xa, xa quá. Mẹ xuống này nhiều khi bò trên đây sao ông nhậu? Có đâu. Không có. Nó là đi kịp mé này không à. Kịp mé rồi, rắn rồi. Nó lên trên kìa. Mấy trai mình bác đó hồi thời anh em mình thì biết ăn chứ còn giờ mấy đứa con mình đâu biết anh Châu. Đâu biết. Đâu biết. Nói, đâu biết chứ này. Cái này vô quá là nó kêu bắn cầu vàng á. Ừ, lụm liền á. Nó vô quá là nó kêu bắn cầu vàng. Này về ngầu đường đập miếng đá nữa ha. Ngày đứng. Ngày đứng. Đó năm liền ăn đâu nổi. Đầu đó ngày nào cũng ăn là ngày 2 3 trái không giờ thấy nó. Má lấy lưới này hồi đi bắt dịch luôn nè. Này kêu lưới đa năng hả anh Châu? Ừ, bắt vịt với đậu bây giờ bắt lòng tôm luôn. Được không lòng tôm, được không, lưới bự quá sao bắt lòng tôm. Ở phía đằng xa đó có cái bắp chuối nha các bạn, nhưng mà nó chưa trổ hết đâu, nó mới được có khoảng 3-4 buồn. Bắp chuối này thì rất ngon nhưng mà thôi mình để đặt sau đi, chắc khoảng tầm tháng nữa đi nó ra nó nở hết rồi mình lấy cái bắp vô mình bào ăn nó mới ngon, chứ còn giờ mình cắt như vậy là hư luôn buồn chuối nha các bạn. Này anh em mình đi đông 4 người vui vậy thôi chứ có 2 người làm hả, còn anh còn mình với là anh Châu thì 2 người ngồi nhìn thôi chứ không biết làm. Nhưng mà cái này ấy hả, cái này về nói về bắt rắn hổ à. Anh Châu thì anh chuyên về anh bắt rắn hổ đất vậy các bạn, còn mấy rắn nước đồ anh không có dám bắt. Anh nước nó cắn, hổ đất không có cắn. Đây là cái chuối già lùng nha các bạn. Nó không có cao, nó tầm khoảng chừng hơn thước là đã có trái rồi. Ở đây bà con cũng đã dặm lúa rồi nè, nên các bạn nhìn thấy đi, đều lắm nha. Đó, này đã dặm rồi đó. Hàng hà luôn. Ờ, còn cái chục trái luôn nè. Cái kia. Cái bự nó còn chị đó đang dặm lúa nha các bạn. Gì ăn luôn hả? Ngọt không? Cho trái đó ngọt không? Ngọt, ngọt. À, thiên nhiên luôn mà. Ngay luôn, núi hộp luôn nha, hộp 13 luôn. Wow. Trời ơi, gió này bao mát luôn. Chắc mấy người ở đây đâu biết xài điện à, không có xài quạt máy gì đâu, gió về đây xài quạt máy gì. Vậy là mình tính ra một chỗ mình dăng vậy có 2 mét hả anh Châu? Nhiều khi không tới 2 mét nữa, tùy theo cái đoạn nó dài cục. Tùy theo chỗ, chỗ ngắn chỗ dài. Đây nè, bữa hổm con rắn cỡ 2 ký mấy, 3 ký nó bò qua đây nè. Nhưng mà chưa dính phải không? Chưa. Vừa lấy vô lưới mà chưa đâu. Có năm liền hơn lắm. Không lắm. Có năm liền mắt năm liền đụng mắt. Để cho cá đâu mắt sân dưới thì kìa đó. Chuyên gia anh Châu, anh năm liền chuyên gia hả? Chuyên gia bắt cá hổ mà.
thấy rồi mắt anh bắt nó hổ, thấy mắt anh thấy ghê không, đục ngào thấy ghê không, vẫn ngủ quá nó hổ lột da gì đâu. Thì tối nay vô đây nằm canh giữ nhầm liền, nó mất lưới nhầm liền. Á, tôi lưới mua 10 cây bạc á. Anh em mình tới điểm này nữa cũng là nãy giờ dân điểm chắc cũng thứ 5, thứ 6 gì đó. Mình không có đếm nhưng mà chắc cũng... Không, không. 5, 5, 26 gì đâu phải không anh Châu? Chỗ này nè. Không phải cái điểm mình dân vậy nè. Điểm thứ 6 rồi nha các bạn. Bây giờ mấy anh em mình đi dân đi rồi xong cái mình đi quay trở lại mình thăm. Mình thăm của mãi mãi dân nay 2 ngày rồi. Mấy anh cũng đang giăng lưới thì trong quá trình mình ở không mình cũng có làm một khúc để mình giới thiệu cái con ngựa sắt này của Mãi ha. Con ngựa sắt này theo Mãi này được bao lâu rồi Mãi? Mười mấy năm rồi nha các bạn. Con này chắc hồi đó giá trị chắc cũng ngang chứ ít hết ha Mãi. Nhưng mà nghĩ coi anh Năm, có ông hồn quánh chạy thôi, chạy không kịp à. Dân mới bản máy rồi. Dân mới bản. Bản có thế rồi. Trời ơi, cái cầu mà cái bản nó lớn vậy luôn rồi. Mình lỡ mình căng. Cái gì đây? Cái này là cầu kênh kháng chiến. Có lượm để lại, đặng cho anh ta biết tên cầu. Cái này là mình đang tới cầu kênh kháng chiến do Hội Thánh Tin Lành xây dựng năm 2016 nha các bạn. Quá đã luôn. Đi gì chỉ sao cũng nghệ thôi. Còn hay đi bắt cá hay sợ cá chốt anh Châu? Mỗi một cái hiện có cái điểm khác nhau. Nhưng mà cá chốt chích một cái thì nhức nhối, ông đánh một cái thì sưng heo bữa mới lặn. Ủa anh Châu làm gì bạn rớt luôn anh Châu? Má ngày này có 7 gầy mèo để dính liền. Tính ra mình nhìn mình đoán mình đánh giá được cái gì là hay anh Năm. Ra là thế luôn á, quá chừng luôn này, trong này nó rậm rạp dữ dằn luôn nè. Nồi mấy cái đống trà này không là dữ luôn á. Đó được không Năm? Hả? Dạ. Không được gì vậy, phía tới chút. Tới đi, đụng rồi. Đi bỏ, đi bỏ nó đi. Nó đóng một con rắn này. Nó bò quá, bò nó bò luôn á. Ừ, đóng một con rắn. Không có nhưng mà mình khó văng hay sao anh Năm? Chà không văng, nó mình văng trên nó bỏ dưới không cho văng. Á, à, khúc này văng là ok, mai là lụm là ok liền. Anh Năm nói chỗ này ngon nha các bạn. Nhưng mà chà nhiều quá, hai bên văng ở trên thì bỏ ở dưới thì ra không được, phải đổi điểm. Con về con ăn hết rồi nè. Bự vậy. Dạ. Sao có hột bí không? Hổm này thấu nước không? Dặm lúa này thấu nước không mày? Không, đợt này chưa có đâu. Đợt nào? Rước kìa. Nữa kìa. Rước đồng kìa. Thấy không? Ừ. Đợt này không có thôi, đợt sau mới có. Cái lưới này bị dạo nó được bao nhiêu mày? 3 tấc. Ủa nhìn ngắn quá hả? Ừ. Dài trên chứ dài. Mình dài thì nó quấn sồ nồi luôn hả anh Năm? Dài quá, nó khuyến lưới chứ. Đây đi. Ừ, ghi đi. Ừ, cậu có cái nằm đó đó. Đấy, lưới nó dùng rồi. Má bà cái điện. Sao đi xong đất nhiều dữ rồi mày? Nhiều lắm. Mấy cây này ở đây anh mới thấy chứ, bình thường anh đi anh không có thấy cây này à.
lưới dân hả mà chưa có hả? Cái lưới thứ hai cũng đi luôn các bạn, chưa thấy gì hết. Như mãi dân bữa hôm kia rồi. Đem luôn nguyên lưới về đây luôn nha các bạn, chứ nãy không dám gỡ. Thành quả của anh em mình bữa nay nha các bạn. Bữa trước mình thăm không lấy dính. Kéo nãy đó đó. Rồi, gì? Thẳng luôn, đi thẳng rồi đó. Từ để quay dở lên cho bà con coi. Dở lên tầm khoảng cỡ 2kg vậy, hơn 2kg à. Con này dám cỡ đó một thường nữa nè chú. Nè lấy kéo hết. Bỏ lưới luôn hả mày? Bỏ luôn hả? Bỏ à. Ôi anh Châu quá không? Quá cậu không? Đây. Đừng tay tới đất luôn nha. Tụi mình quấn cổ mình cái ra cho coi cho đã. À tới đất luôn nè. Con này dám hơi hơi đi. Được không Châu? Được không Châu? Chào anh khoái quá. À là dễ xích. Nè. Ồ. Đủ một xích tao cứng cỡ. Cứng cỡ tính ơi. Đã không? Xích xích có anh Châu rồi nha các bạn. Nè đó để quay cảnh. Trời ơi nó hãi miệng ra nè. Rồi được anh Châu rồi. Nè nó ngộ nha. Ôi thân luôn. Ôi cho nó cành đấy. Thôi để bả luôn, để bả luôn qua luôn. Bữa trước Mãi có đi thăm được hai con ký 3 ký 4 nha các bạn. Còn con này thì mình không biết nhiêu để nhưng mà mình nghĩ chắc cũng khoảng hơn 2 ký á. Cân đâu con lấy ra cân cái nha. Con này mình dự trù chắc cũng cả 2 ký trên 2 ký nha các bạn. Để Mãi cân thử coi nhiêu. Quấy con đi. Được 1 ký 8 nha các bạn. Được không? Cái nữa coi. Rồi, lên hỏi chứ. Được 1 ký 8 hơn. Nhưng mà thôi mình tự bao bị đi. Con này được ký 8 nha các bạn. Không, cân mới thì chắc 2 ký à. Dạ. Con ký 8 đi. Rồi rồi. Rồi cất cân đi con, cất cân đi. Con này được ký 8 nha các bạn. Nhưng mà nhìn bự quá chứ bự luôn. Dài hơn 2 thước nha các bạn. Ký 8 anh Châu ơi, không tới 2 ký. Ừ, ký 8 à. Cũng bự ghê nha. Hả? Mình nhìn là mình nghĩ nó hơn 2 ký anh Châu ha. Mà cần có 2 ký nữa, tính 2 ký đi. Mình ký 8 hơn. Rồi trừ bao bì thì mình lấy ký 8 được. Lưới này là kêu lưới mấy phân anh Năm? hai thành ba, bảy thành bốn phân hồi luôn. Đứa này anh Năm nói là phải dính ráo từ nửa ký trở lên nha các bạn. Còn dưới 5 ký, ủa quên trên nửa ký trở lên. Nửa ký là dính. Còn ở dưới nửa ký là không dính được nha các bạn. Lưới lỗ hơi bự. Này răng rắn bự mà đâu có răng này đổ. Chỉ dính rắn bự thôi, rắn nhỏ không dính. Lưới này là dính là nó răng là nó hết chạy luôn. Ừ. Này bì dạo nó nhiêu anh? 5 tấc không? Tại em thua anh vậy, 3 tấc.
À, bên này bị dạo có 3 tấc nha các bạn. 3 tấc xong cái dài quá vậy. Tại mình tay tay mình chưa kéo ra. Chưa kéo. Ừ thôi vậy cho nó 4 tấc đi. Tấc mình kéo ra đúng 3 tấc bị nó làm thắng mà. Nó 3 tấc, 4 tấc cần phí lưới quá. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.